Nhân viên y tế tử vong thương tâm dưới bánh xe tải, số ra ngày 30 tháng 6 năm 2022. Trên đường đi làm, một nhân viên y tế xã Bình Thuận, Quảng Ngãi va chạm với xe tải chở vật liệu, khiến người này tử vong tại chỗ. Sáng 30 tháng 6, đại diện lãnh đạo xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 20 phút cùng ngày tại ngã tư đèn tín hiệu giao thông thuộc khu vực thôn Đông Lỗ, xã Bình Thuận. Vào thời điểm trên, ông Huỳnh Văn Thanh sinh năm 1964, quê xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, điều khiển xe máy đang lưu thông theo hướng từ xã Bình Đông đến trạm y tế xã Bình Thuận, thì xảy ra va chạm với xe tải biển kiểm soát 36H04390. Cú va chạm mạnh đã khiến ông Thanh tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy lọt thỏm dưới gầm xe tải, hư hỏng nghiêm trọng. Được biết ông Thanh đang là nhân viên tại trạm y tế xã Bình Thuận. Hiện vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Xe khách Phương Trang chạy tuyến thành phố Cần Thơ, Cà Mau lao vào quán cà phê khiến một người chết, ba người bị thương. Sáng nay, xe khách 45 chỗ của hãng Phương Trang chạy trên quốc lộ 1 hướng thành phố Cần Thơ, Cà Mau đến địa bàn xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau lao vào quán cà phê. Chiếc xe tông trúng 4 nam nhân viên công ty viễn thông sửa chữa đường dây. Thời điểm trên, 4 nhân viên viễn thông nói trên đang trú mưa trong quán cà phê. Vụ tai nạn khiến ông Nguyễn Văn Trí, 59 tuổi, ngụ tại ấp Tân Hóa A, xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau, tử vong tại chỗ. Ba người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực xảy ra tai nạn khiến giao thông ùn tắc. Nhận định ban đầu do tài xế xe khách đánh người chạy xe máy băng ngang đường nên lao vào quán cà phê.